Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều vừa tổ chức trao giải thưởng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã đến dự. Qua 2 tuần diễn ra hội thi từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 7, có hơn 1.038 lượt chị em cán bộ hội viên tham gia. Vòng chung kết hội thi đã xác định 12 thí sinh đạt giải. Kết quả ban tổ chức đã trao 3 giải tập thể, 12 cá nhân. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều cũng trao tặng 6 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và Phòng Dân tộc quận Ninh Kiều đã ký kết liên tịch chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.